Xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi clip. Hôm nay mình sẽ mời các bạn xem cận cảnh cái bộ lọc tự chế, lọc nước dùng cho sinh hoạt, lọc nước dùng cho tưới cây. Đây là cận cảnh các anh kỹ thuật đang lắp bộ lọc tự chế, đang tiến hành dán ống và khoan lỗ cũng như hoàn thiện những cái bộ lọc. Trên màn hình các bạn đang thấy là bộ lọc bằng ống nhựa PVC. Bộ lọc này thì có giá thành khá rẻ, chi phí thấp, tuy nhiên cái hiệu quả xử lý cũng rất là tốt, dùng cho được mọi nguồn nước, lọc nước thủy cục, nước sông, đặc biệt là nguồn nước giếng khoan, nước nhiễm phèn. Đó, các bạn có thể mua ống về tự chế. Bạn nào mà về tự chế mà vẫn chưa biết cách xử lý thì cứ để lại thắc mắc ở phần bình luận, chúng tôi sẽ trực tiếp giải đáp cho các bạn. Đây là anh kỹ thuật chính đang tiến hành xử lý bộ phận quan trọng nhất. Đây là khâu gia cố và dán keo hàng ống lại. Cái này nếu cái xử lý mà không đúng kỹ thuật á, thì dẫn đến tình trạng rò rỉ nước thì sẽ không tốt. Nên là các bạn hết sức lưu ý cái phần hàng ống này. Nếu mà các bạn mà chưa có điều kiện mua cái máy về để tự hàn thì các bạn cũng có thể dùng keo dán bên ngoài để cho nó đảm bảo. Còn đây chúng tôi sản xuất hàng loạt, làm với thời gian nhanh và tính thẩm mỹ nên là bắt buộc phải có máy móc hàng đúng kỹ thuật thì xử lý nước mới được hiệu quả và không bị rò rỉ. Đó, các bạn thấy không? Đây là những cái ống lược nè. Ống này nó có cái khe nha các bạn. Cái khe này nó có mục đích là dùng nó lọt, không cho cái vật liệu lọc là theo dòng nước ra ngoài đó. Nên là các bạn mà dùng cái ống lược này, các bạn để ngăn vật liệu lọc rất là tốt. Đó, các bạn có thấy rõ trên màn hình không? Nó có khe rãnh sọc sọc. Thì nếu các bạn mà ở địa phương chúng ta mà mua vật tư mà còn thiếu thốn cái gì á, thì các bạn cứ để lại bình luận, số điện thoại tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỗ mua. Còn nếu các bạn mà chưa biết cách mua, chưa biết chỗ mua cho đúng cái vật tư cần lắp ráp thì có thể liên hệ cho chúng tôi sẽ gửi trực tiếp cho các bạn luôn. Đây là những bộ lọc đã hoàn thiện xong này. Như vậy là chúng tôi sẽ đấu nối đường ra đường vào nữa, là chúng ta có thể dùng để lọc nước được. Còn nếu quý khách hàng mà có nhu cầu mua nguyên cái bộ này về lắp cho tiết kiệm thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp cho số điện thoại hotline của chúng tôi. Chúng tôi có cung cấp đầy đủ vật liệu cũng như cái bộ lọc nước này hoàn thiện cho các bạn luôn. Chúng tôi lắp xong như vậy là hai cột, một bộ hai cột. Chúng tôi sẽ đóng gói cẩn thận và chúng tôi cung cấp thêm cái vật liệu để mang gửi tới cho quý khách hàng, về cho các bạn có đầy đủ để các bạn lắp và sử dụng. Đó, thì các bạn cũng đừng có ngại, cứ gọi cho tôi và cho biết cái nguồn nước chỗ mình như thế nào, tôi sẽ gửi đúng cái loại vật liệu về các bạn xử lý và sử dụng cho nó phù hợp với cái nguồn nước đó. Đây, cái đây khai trụ này là chúng tôi đang tiến hành là cho keo vào để cố định cái ống lược. Đây, tôi quay cận cảnh cho các bạn xem luôn. Đây là chúng tôi sử dụng keo AB nha. AB này thì các bạn có thể ra tiệm PU mà bán cái vật dụng mà chuyên về xử lý gỗ á. Các bạn nói là keo AB thì người ta sẽ cung cấp cho các bạn. Về các bạn pha rồi các bạn dán vào nó rất là cứng và đảm bảo chắc chắn luôn. Phía bên
bên ngoài thì còn hàn thêm cái ống nhựa thì quá là yên tâm rồi, đảm bảo. Đây, anh kỹ thuật đang tiến hành là dán thêm một lớp keo nữa. Lớp keo này là lớp keo cuối cùng, đảm bảo. Cái ống này nếu mà tự làm thì cũng khá đơn giản. Tuy nhiên mà các bạn làm mà không đúng kỹ thuật thì nó dẫn đến rò rỉ thì cũng rất là, sau này chúng ta khắc phục là cũng rất là khó. Thì các bạn cũng lưu ý trong quá trình mà mình dán keo thì mình kiểm tra kỹ, dán keo cho kỹ. Còn nếu các bạn mà ngại hay là sợ thì có thể đặt trọn bộ về, chúng tôi gửi về cho các bạn về lắp luôn, chúng ta khỏi phải tốn thời gian nữa. Tại vì chúng tôi làm hàng loạt, làm đầy đủ máy móc thiết bị nên là xử lý nó chắc chắn và đảm bảo. Còn nếu các bạn mà có nhu cầu mua vật liệu về và tự lắp ống, tự xử lý thì các bạn cũng có thể là mua vật tư rồi gọi cho chúng tôi đặt cái vật liệu, chúng tôi cũng có gửi vật liệu về cho các bạn lắp luôn, để các bạn tiết kiệm được cái công, tiền công và cái tiết kiệm được một khoản tiền mình mua sẵn đó. Tuy nhiên nó cũng không rẻ hơn bao nhiêu đâu. Chúng tôi thì chúng tôi mua cái vật tư ống nước van với số lượng lớn nên là giá tận gốc. Về chúng tôi lắp ráp thì đương nhiên là chúng tôi cũng phải tính thêm cái tiền công trong đó. Nhưng tiền công thì chúng tôi cũng tính không đáng kể đâu. Nó xứng đáng với cái tiền công chúng tôi thuê thợ và công về làm thì cũng không bao nhiêu cả. Các bạn có nhu cầu lắp đặt mà còn ngại cái vấn đề tài chính thì cứ đặt trọn bộ về rồi chúng tôi gửi về cho. Đây, giờ tôi cũng nói sơ qua cái dàn van của hai cái ống này. Đây, các bạn xem cái hai cái ống này là hoàn thiện này. Về mình chỉ đổ vật liệu vô là mình cho nước qua lọc và đưa ra sử dụng thôi. Đây, thì một bộ ống nước này á thì chúng ta tốn chỉ có là 9 cây van, 8 cây van phía trước và phía sau hai cái nữa. Xin lỗi các bạn, 10 cái van nha, trọn bộ là 10 cái van, hai cái phía trước và 8, hai cái phía sau và 8 cái phía trước đó. Như trên màn hình các bạn đang thấy. Thì ở những video trước tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn tự lắp đặt rồi. Các bạn có thể vào kênh để tìm xem. Và ở video tới tôi sẽ dành thời gian quay cái hướng dẫn vận hành cũng như cái quá trình sử dụng thực tế cho các bạn tham khảo. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được cái video đó. Tôi sẽ dành thời gian quay video đó cho các bạn hình dung nó thực tế hơn. Đó. Còn nếu bạn nào có thắc mắc gì thì cứ để lại phần bình luận ở phía dưới. Tôi sẽ giải đáp thêm cho các bạn. Còn vật liệu mà các bạn thắc mắc chưa biết dùng vật liệu gì thì vật liệu nó có nhiều cách chọn loại vật liệu lắm. Với lại cái tùy theo cái nguồn nước và tùy theo cái kích thước cột mình sẽ chọn cái số lượng phù hợp. Thì vật liệu nó cũng có nhiều loại. Vật liệu nhập và vật liệu trong nước. Với ví dụ như cái nguồn nước mà phèn ít thì tôi sẽ tư vấn cho các bạn là xài cái vật liệu mà nó tiết kiệm chi phí. Còn cái nguồn nước phèn nặng thì bắt buộc chúng ta phải xài cái vật liệu chuyên xử lý phèn. Chứ phèn nặng mà chúng ta xài tiết kiệm thì không được rồi. Đó, vật liệu thì chúng tôi nhập về liên tục kho. Vật liệu thì nó có nhiều loại.
cát, sỏi, than, mangan. Tuy nhiên mỗi loại nó có mỗi chức năng khác nhau. Thì chức năng như thế nào các bạn cũng có thể vào kênh để tìm hiểu thêm. Ở những video trước tôi đã có giới thiệu chức năng của từng loại vật liệu lọc. Đây là mangan chúng tôi nhập trực tiếp từ Đài Loan về. Mangan Đài Loan. Các bạn thấy chưa? Made in Taiwan. Còn than thì chúng tôi nhập trực tiếp từ Ấn Độ. Đây, than Ấn Độ. Than Ấn Độ nó cũng có nhiều loại. Đây. Của hãng Ovio và của hãng Modi. Made in India. India là Ấn Độ đó các bạn. Còn đây là hạt lọc AC này. AC này thì nó chơi hẳn tiếng Nga luôn. Nhìn lên là không biết cái hạt gì, nhưng mà chúng tôi thường xuyên nhập và làm việc với nhà sản xuất nên là chúng tôi quá quen thuộc rồi. Còn các bạn nhìn thì các bạn có thể là không đọc và không hiểu được. Còn đây là những cái bao muối nè. Muối này thì dùng để lọc vôi. Thì nếu mà các bạn cần lọc cái nguồn nước bị vôi thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chọn cái loại vật liệu khử vôi. Vôi thì chúng ta dùng hạt nhựa. Đây, tôi vào kho cho các bạn xem cái hạt nhựa luôn. Hạt nhựa đây các bạn. Hạt nhựa này. Hạt nhựa Indian. Hạt nhựa này cũng của Ấn Độ luôn. Xử lý khá là tốt. Và một loại hạt nhựa nữa là của Purolite của Anh. Nhập khẩu trực tiếp từ nước Anh luôn. Chúng tôi không chơi hạt nhựa của Trung Quốc nha. Nên là các bạn sử dụng hạt nhựa nhập thì các bạn sử dụng không những các bạn sử dụng những loại của Ấn Độ và của Anh thì cũng yên tâm hơn của hàng Trung Quốc. Và ngoài ra thì chúng tôi có cung cấp các cái loại cột là cột inox, cột composite. Các bạn có nhu cầu mà sử dụng cái cột cao cấp hơn thì các bạn dùng cột inox cũng được. Còn đây là cột nhựa hàn đốt sẵn này. Thì các bạn dùng cục nhựa này cũng được, nhưng mà cục nhựa này thì cái lưu lượng nó ít hơn so với cái cục nhựa tự chế. Kho chúng tôi nhập về hàng liên tục. Có đầy đủ vật liệu lọc để xử lý nước. Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp các linh kiện. Máy lọc nước RO. Đầy đủ các loại của các hãng. Thì các bạn có nhu cầu thêm về cái mặt hàng nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp hoặc nhắn tin qua Facebook cho tôi. Tôi sẽ để đường link Facebook ở phía dưới. Các bạn có thể vào kênh Facebook của tôi để tôi hỗ trợ thêm. Hiện tại Zalo của tôi là đang bị danh sách hạn chế đầy bạn nên là không kết bạn thêm được nữa. Nên các bạn có thể được hỗ trợ qua Facebook. Đây là công đoạn khá quan trọng. Hàng ống lược. Cái này hàng phải đúng kỹ thuật. Vừa thẩm mỹ mà vừa đảm bảo không rò rỉ luôn. Đó, các bạn thấy cái đường hàng không? Liền nét. Thì để hàng được như vậy thì cái anh kỹ thuật này ảnh cũng hàng qua nhiều lần rồi nên nó mới được đẹp và thẩm mỹ như vậy. Đó, hàng như là ống bên nhà sản xuất người ta hàng luôn. Nhìn đường liền nét. Nên các bạn mua về xài là đảm bảo và yên tâm luôn. Anh kỹ thuật trong quá trình thi công và gia công cái bộ tự chế này anh có chia sẻ gì với khán giả không anh? Thì cái bộ tự chế đi, xin chào các bạn. Bộ tự chế này thì các bạn sử dụng nó cũng giống như
bộ composite 1054 hay là 1354, thì cái giá thành của nó thì so với bộ composite thì giá thành của nó tương đối rẻ hơn, phù hợp với những gia đình mà có cái điều kiện kinh tế khó khăn thì các bạn nên sử dụng bộ này. Thì về cái công suất lọc của cái bộ này á, để xử lý nước giếng phèn hoặc là nước nhiễm các cái tạp chất mùi hôi kia đó, thì các bạn bộ này nó xử lý vẫn ok, vẫn không cái hiệu quả của nó vẫn tốt ngang với cái bộ composite. Đúng rồi, nó không thua gì mấy cái thằng kia, nhưng mà vận hành của nó cũng tương đối đơn giản. Bạn chỉ cần thao tác trên những cái van tự động chúng tôi đã kết nối, các bạn thao tác theo cái hướng dẫn thì các bạn sẽ xử lý được hết. Vâng, còn cái quá trình mà mình gia công cái này nó có đơn giản không anh ha? Quá trình gia công cái này thì các bạn, lần đầu tiên các bạn làm thì các bạn sẽ bỡ ngỡ, nhưng mà khi các bạn làm ổn định rồi các bạn, nó rất là đơn giản các bạn. Để cấp nó có một cái kích thước và cái cỡ mẫu, các bạn cần chú ý cái hình thể của cái cột như thế nào thì các bạn làm theo như vậy thôi. Còn về làm cái cột này thì nó chỉ cái điều quan trọng nhất là các bạn phải làm sao để cho nó không bị rò rỉ, nó là điều quan trọng. Lúc vận hành nó bị rò rỉ rồi thì công các bạn sửa chữa rất là cực, thế nên các bạn phải chú trọng vào vấn đề mà làm sao để cho nó vận hành là không bị rò rỉ nước chứ. Vâng, rất là cảm ơn những lời chia sẻ chân thật của anh kỹ thuật. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận, anh kỹ thuật nếu có thời gian anh sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn. Còn đây là cái ống cũng đang hàn keo, là giờ cũng xong rồi. Anh kỹ thuật, anh có thể chia sẻ cái phần dán keo ống nước này cho quý khán giả được biết thêm không anh? Keo thì mình phải đi hai bước. Bước đầu là bên anh kỹ thuật dán keo hàng trước, cái hàng ống, hàng ống xong để cố định cái vị trí ống nó không có bị xê dịch. Sau đó là tiếp theo là mình tiết cái keo bình minh để cho nó thiết cái ống bên ngoài cho nó có thẩm mỹ. Còn bên trong là bên trong là mình sử dụng cái keo AB, mình hòa keo AB xong là mình test sao cho nó chắc chắn và nó cũng thẩm mỹ, đừng có nhiều quá thì nó chảy bên ngoài, mà ít quá thì cái độ cứng, cái cứng nó không có đủ được, nên là mình phải canh sao cho nó đều. Đơn giản như vậy thôi là mình gia cố được cái ống nó cứng và đẹp, có thẩm mỹ chắc chắn. Nói chung là cũng đơn giản, chia ra ở đây thì chia ra mỗi anh kỹ thuật sẽ làm một khâu nên là rất là yên tâm luôn. Thì mỗi khâu thì mỗi người hoàn thiện nên là tay nghề nó quen là xử lý quá bình thường rồi. Còn các bạn, nếu các bạn mua về mà tự xử lý thì có thể nó chưa quen, nhưng các bạn làm qua 2-3 lần thì nó đơn giản. Nếu các bạn làm được một bộ thì các bạn chia sẻ và hướng dẫn cho người quen hoặc người thân có nhu cầu làm mua về tự lắp để có nguồn nước sạch sử dụng. Video thì cũng khá dài rồi, hôm nay mình chỉ chia sẻ một số lưu ý và một số vấn đề cho các bạn tham khảo vậy thôi. Mình sẽ dành thời gian ở video tiếp theo. Các bạn nếu có muốn xem ở phần nào nữa thì các bạn cứ để lại bình luận, chúng tôi sẽ lưu ý và video sau chúng tôi sẽ quay cái phần đó cho các bạn xem. Còn nếu các bạn có nhu cầu mua bộ lọc về sử dụng thì cứ để lại số điện thoại và thông tin địa chỉ, chúng tôi sẽ gửi về tận nơi cho các bạn. Bộ lọc này chúng tôi gửi khắp mọi miền Tổ quốc, tùy theo cái tuyến đường cũng như là cái đơn vị vận chuyển ở địa phương mà chúng tôi sẽ gửi xe hoặc là gửi bưu điện. Có nhiều hình thức gửi hàng nên các bạn cứ để lại địa chỉ và số điện thoại, chúng tôi sẽ gửi về tận nơi. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video clip. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào và chúc quý khán giả có nguồn nước sạch để sử dụng.